Hello và xin chào các bạn quay trở lại với chuyện của mình. Mình là Dương Làm Vườn và chào mừng quay trở lại với khu vườn của cô nhi viện Dương FG Ba Mà. Mình biết là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại, nhưng mà trước khi các bạn đập đầu mình vào bàn phím và mắng mình, chửi mình là tại sao mình không làm, thì để mình biện hộ cho bản thân đã, ok. Đó là thực ra bọn mình cùng với một số bạn khác đã thực hiện cái bản dịch tiếng Việt cho tựa game này và gửi cho nhà phát triển tựa game này để họ thêm vào game. Tuy nhiên là sau khi họ bảo mình dịch xong, bọn mình dành ra rất nhiều thời gian để bọn mình dịch, thì họ lại lặn hút tâm hơi khi bọn mình gửi lại bản dịch. Và đến bây giờ họ vẫn chưa thao thêm vào cái định mệnh họ, khổ thế. Thế là chúng ta vẫn chưa có tiếng Việt ở trong cái game này các bạn ạ. Buồn ghê, mất bao nhiêu công sức. Nhưng mà thôi, không sao cả, tại vì là khu vườn vẫn còn phải thực hiện và chúng ta vẫn còn cái việc phía trước để chúng ta làm. Ok, thì nếu mà các bạn không nhớ ấy, thì tập trước chúng ta đã bán một căn nhà cũ đi, căn nhà Giáng sinh, và mua một khu vườn mới cho cô nhi viện của chúng ta. Đó chính là cái khu vườn này. Đó, nó chính là khu vườn ở đây. Thì mình đã hứa các bạn tập trước đó là tập này chúng ta sẽ biến khu vườn này thành một cái sân chơi dành cho giới trẻ, thêm vài cái xích đu ở dưới gốc cây này, thêm vài cái dây treo cổ ở gốc cây này chẳng hạn, kiểu vậy. Và chúng ta sẽ cùng dọn dẹp. Đầu tiên cần phải dọn dẹp đúng gỗ cũ đã. Đây là một cái căn nhà hoang các bạn ạ, và mình đã mua căn nhà hoang này về để mình cho các bạn ở đó. Hãy dọn dẹp đi ạ. Ui nhiều gỗ quá, thêm một đất ai gì à, cái làm gì à, bây giờ phải lấy xẻng đào này đi à. Oh god, oh phân trâu đào lâu cũng hết các bạn ạ. Ồ, nó còn mọc thêm ạ. What? Uế. Này như chuột chuỗi vậy. Ồ, đừng nói là có chuột chuỗi nhá. Ê, ê. À! Hello. Nó sao sao lại càng ngày càng thêm vậy? What? Oh! Oh! Thứ gì vậy? Hay mình xịt nước vào. Ê, chuột chuỗi. Ủa, tại sao lại như này? Làm nào đây? Sơn. Ơ à, không hết được các bạn ạ. Quê. Holy shit. No. Nó chạy rồi. Holy cow. Oh boy. Có chú chuối chân. Nó đi rồi đúng không? Mình nghĩ nó đi rồi. Mình nghĩ nó chạy đi mất rồi. Bây giờ là mình có thể đào cái lên rồi. Holy shit. God damn. Vãi linh hồn. Tự nhiên con chuột chuối nó đen mà nó dài như con dài cá vậy, kinh vãi nổi ạ. Nhưng mà ý chắc là bây giờ chúng ta có thể dọn được. Ok. Oh god. Ok. Thì bây giờ là chúng ta sẽ đi dọn rác ở tất cả khu vườn đã. Khiếp đảm. Ma kinh thật chứ. Bảo quay lại tại sao. Ok. Đây là mấy cái bao bê tông đồ các thứ. Dọn mấy cái này đi thật là nhanh đi. Rác rưởi kiểu này. Còn ngôi nhà này nó cũng đang bị niêm phong, mình tháo hết niêm phong đi và tí nữa mình sẽ vào trong cái căn nhà này xem có gì cần sửa nhá. Ô, có chuồng chó đây. Ê, chuồng này để dành cho mốc con ạ. À, hợp lý nhở nè, chuồng mốc này. Ok, mốc có hai cái bát, một cái bát đựng phân, bát còn lại cũng để đựng phân. Ha, cái con này chỉ có ỉa không ăn. Ok, bởi vì dọn mất cái đồ này xong rồi mình sẽ quay trở lại ngay. Rồi các bạn ạ, như vậy là sau 7749 ngày thì mình cũng đã làm xong công việc, đó là mình cắt cỏ ở trong khu vườn này. Đương nhiên là đâu đó vẫn có vài cọng lún phún, nhưng mà thực ra là cũng không quan trọng lắm, tại vì mấy cọng này thì bất cứ khi nào thấy vẫn phải triệt được, có hiểu không? Triệt được. Đó. Thì cái việc mình cần làm bây giờ đó là có một số cây trong này, các bạn thấy không? Nó mọc không đúng cái dự tính của mình gì cả, mình muốn chặt nó đi. Tại vì là mình muốn trồng cái cây cổ thụ ấy để các bạn có thể treo cổ các bạn có thể treo xích đu ở đấy. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cần phải quay trở lại cái văn phòng để làm cái nhiệm vụ để lấy một cái đồ vật mới, đó là cái rìu. Thì bây giờ chúng ta cần phải nhận nhiệm vụ. Rồi đây, bây giờ hãy bấm vào đây và chúng ta sẽ chọn cái Need Machine Cut Down, đây chính là cái nhiệm vụ để chúng ta chiếm được cái rìu các bạn ạ. Ok. Thì nhiệm vụ này cái người ta thuê mình sẽ yêu cầu đó là mình cắt cây cho họ, chặt cây cho họ. Ok. Chúc mừng, bạn đã có một cái công cụ mới, đó là cái rìu. Với những cây to thì các bạn sẽ cần cái lưỡi của nó. Tuy nhiên đây không phải là một công việc an toàn đâu, và bạn sẽ cần phải cắt cái cây càng thấp càng tốt. Ok. Holy guacamole, cắt tất cả mấy cây này á? Hay cắt cây nào? Mấy cây này mà cắt đi thì phí hết đấy. À đây, những cây nào mà nó có cái đỏ đỏ đấy các bạn ạ, thì mới là cần phải cắt. Ok. Nào. Không, mình có thể chặt hết cây của nó được không? Mình có thể chặt được hết những cái cây kiểu như này không? Mấy cây này không phải cây cắt được không?
nó chửi chúng ta, nó chửi chúng ta. Ok, thì theo cái cách cắt cây chúng ta cần phải cắt một phía cho nó đổ. Ôi này nó đổ vào nhà mất cả. Ok, cố lên nào. Ô, ô, quế. Cắt này bắt đầu mới đổ con. Rồi, Chivo. Ủ, sao kệ nó à? Ồ, luyến mất. À, tôi bỏ gốc. À, hay phết nhờ mình cắt cái cây của người ta rồi. Thử kệ, em test thôi, em thử thôi, không sao đâu. Ok, thôi rồi, mình cắt mấy cây đã. Chặt hết mấy cây này. Ước gì anh gặp em vào một buổi chiều thu. Anh cứ em đổ, em gọi anh là tiểu phu. Nhưng mà nếu không đổ thì chắc là em sẽ gọi anh là thằng ngu. À, như vậy là sau khi mình cắt cây cũ đi, chặt cây cũ đi thì mình cần phải trồng cây mới. Là cây oblong form pond. À, chứ không phải là mình chặt tất cả cây của họ đi. Vậy mà, ố, cây của bố mày thiếu vài cái rồi. Giờ làm sao? Thử kệ mày. Ok, nào, oblong. Oblong form pond. À, cây này à. Ui, đắt thế. Cái gì đây? Mày, má nhìn. À, các bạn ơi, cái này như kiểu hòn non bộ. Ừ, đúng rồi. Trời ơi, má ơi, tức vậy. Đào cái này đi. Oh god. Ok, và cho hạt giống vào. Quế. Sau đó là đổ nước. Wow. Ok. Ơ, xong rồi. He. Ui, hay ghê nhở. Sao có thể nuôi cá, nuôi đỉa, nuôi rắn ở đây các bạn ạ. Rồi đêm nó bò nó cắn chết người. Hợp lý. Ok, được rồi. Như vậy là mình hoàn thành rồi đúng không? Yeah, yeah, enter. Yeah. Ok, như vậy là tuyệt vời rồi. Rồi, như vậy là chúng ta có công cụ là rìu rồi. Nhưng mà mình muốn nâng cấp cái rìu này lên cái rìu mới. Nên là bây giờ chúng ta sẽ cần phải đi đến cái nhà mới. Khoảng từ mình để có điểm để nâng cấp ý. Chúng ta cần trồng thêm một cây nữa. Nên là có lẽ là hãy mua một cây nữa để trồng ở đây đi. Nhờ. Hãy mua cái cây nữa đi. Thì mình sẽ trồng một cây khỉ gió này. Mình không biết là cây gì. Oh, cây này nó như cây liễu ấy. Hay phết. Mình trồng thêm đúng cây nữa xong rồi. Rồi, xì tay vào. Và xong. Còn nếu đúng thì... Rồi, đúng rồi. Chúng ta có thêm một điểm kỹ năng mới. Và bây giờ chúng ta có thể mua rìu mới các bạn ạ. Ui, Stormbreaker đấy. Của thần sấm đấy. Wow, màu cam luôn. Đúng rồi, mình thích. Ok, tuyệt vời rồi các bạn ạ. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi đến cái khu vườn của cô nhi viện. Và hãy bắt đầu trang trí ở đấy. Mục tiêu ngày hôm nay, chúng ta sẽ cố gắng để làm cho cái khu vườn này nó trở nên sạch sẽ và đẹp đẽ hơn bằng cách mình nghĩ là trải thảm cỏ rồi trồng thêm một số thứ linh tinh ấy, kiểu vậy nhờ. Ok, trước mắt là hãy đi chặt những cây này đi đã. Những cây này nó quá bé, các bạn không thể treo, à các bạn không thể làm xích đu được các bạn ạ. Nên là hãy chặt mấy cây bé bé đi. Má, cây bé chặt mãi không xong vậy. Ui rồi làm xong một cây. Ủa, sao cây không cắt ta? Ủa, sao lạ ta? Sao bấm được hay game lỗi bố rồi? Oh. Bảo sao không cắt được, nó là cột điện. Bố mày quỷ. Ôi giời ạ. Ok, như vậy là xong rồi các bạn ạ. Chúng ta còn hết rồi, chúng ta là hết rồi. Ok, hết rồi. Chúng ta xong rồi, bây giờ làm việc cuối cùng mình cần làm ấy. Đó là mình sẽ rải cái thảm cỏ ra đây và có thể bắt đầu trang trí rồi các bạn ạ. Ok. Thì bây giờ là có một số cây cỏ nó mọc lún phún này. Ôi giời. Ok, được rồi. Nào bây giờ hãy đi mua thảm cỏ và bắt đầu trải từ đây sang bên kia. Đấy, nó sẽ sạch đẹp, nó sẽ ngon lành lắm. Rồi, như vậy là cuối cùng cái bãi cỏ của mình cũng xong. Các bạn không biết là mình phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức mới trải xong cái thảm cỏ này đâu. Các bạn biết không, các bạn có biết không, mình cảm giác như sau khi trải xong thảm cỏ này chính mình cũng xanh cỏ luôn đấy. Nhưng mà như vậy là đã xong và đã đến lúc để chúng ta có thể mua cái đồ trang trí. Thì bây giờ chúng ta, mình đã nghĩ xem là chúng ta sẽ cần những đồ trang trí gì. Mình vẫn hứa các bạn là chúng ta sẽ có xích đu để có thể là đu càng. Nên là bây giờ chúng ta sẽ đi mua quả xích đu các bạn ạ. Ok, vào cửa hàng này. Rồi chúng ta tìm quả xích đu. Đây rồi, xích đu, mình chơi xích đu kiểu gì nhỉ? À đây, kiểu này nhìn có vẻ đẹp này. Wow, màu gỗ à. Thôi màu này đẹp hơn, màu này đẹp nhất rồi, ok. Ôi to ghê. Ok, để nó ở đây nhá. Yeah. À, phải lắp ạ. Oh. Lắp kiểu gì? À, ok. Mình sẽ cố gắng vặn thật lòng ốc. Ủa, cứ mỗi này thôi mà nó bán với giá 168 đô gần 4 triệu đồng. What the heck? Mỗi vậy thôi. Ok, mình sẽ thêm vài cái con thú nhún nhún nữa cho các bạn chơi nhá. Ok, thêm vài thú nhún nhún ở đây. Mình sẽ để cái con thú nhún nhún trước xích đu này. Đó, để rồi các... Oh,
mình phải nhú nó. Để bạn này sẽ nhú vào mặt bạn kia đá mông bạn này, nó lại hợp lý vãi nồi. Ok, ngoài ra chúng ta sẽ có một cái hộp cát. Và ngày hè nóng nực này mình nghĩ là mình sẽ kiếm một cái hồ bơi. Mình sẽ có hồ bơi nhá. Có hồ bơi các bạn ạ, nhưng mà mình không biết là lấy hồ bơi kiểu gì. Mình sẽ quyết định là chọn những cái gì đắt nhất thì mình lấy. Đây đây, cái này đắt nhất. Mình chọn màu gì đây? Màu nào cho đẹp đây? Màu đen xấu quá, màu này thôi màu xám là đẹp nhất. Ok, để cái hồ bơi, cái này là hòn non bộ. Đấy, để nuôi cá nuôi đỉa. Đặt nó ở đây. Đó, ok, bây giờ cần phải đào này để lắp đúng không? Úi xời, mệt phết đấy. Ok, nào. Ui, lấp đất, ok. Và xịt nước. Ok, như vậy là xong rồi, đây là hòn non bộ. Không phải hòn non bộ, đây là cái hồ thôi. Và bây giờ, đây vẫn không phải hồ bơi các bạn ạ. Cái hồ này thì thực ra các bạn bơi cũng được thôi. Nhưng mà nó hơi bẩn, nên là mình sẽ làm hẳn một cái hồ bơi các bạn. Cho các bạn sướng, phải không? Đây, cái hồ bơi này chắc là được đấy. Ui, to thế. Wow. Ok, mình để hồ bơi ở đây. Đó, thì khi nào các bạn nghịch cát xong, các bạn có thể nhảy vào hồ bơi các bạn bơi. Nó sẽ bẩn cái hồ bơi mất. Như vậy xong rồi. Cái đoạn đường đằng trước này, mình nghĩ là đây là con cổng trước. Mình nghĩ là mình sẽ để cái cổng trước này sẽ có một cái cửa. Đây sẽ là cái chỗ kiểu hoa hoài hoa sói các bạn ạ. Đây là vườn hoa, là mình sẽ để một cái cửa hoa ở đây. Đấy. Đây, cửa đi vào. Đấy, cửa đi vào vườn hoa. Đó, như này. Đó, người ta thể đi vào đây. Tôi bước vào vườn hoa của mình. Đó, nó là hợp lý vãi nồi. Nhưng mà trước mắt ấy, chúng ta có thêm cái hàng rào ở đây nữa, đúng không? Ok, như vậy được rồi đấy. Đó, bây giờ người ta cần phải đi vào cái cổng này. Và đây sẽ là cái vườn hoa của mình. Đây sẽ có cái hòn non bộ. Ok. Mình nghĩ là để hòn non bộ này dịch sang một tí đi. Yeah, mình nghĩ là như vậy. Đây, để nó ở đây. Ok, để nó ở đây đi. Cái tròn tròn này. Cái tròn tròn đẹp này. Nó hơi to một tí nhưng nó đẹp các bạn ạ. Đó, cái tròn tròn này như thế nó đẹp đấy. Ok, nó to. Nhưng mà mình sẽ có cái ý tưởng riêng của mình tại vì nó to. Ok, nào lấp đất vào. Thẹp. Ok, xịt nước vào nào. Oh boy, ok. Sau đó là chúng ta sẽ trồng hoa lá cảnh. Ở đây mình sẽ trồng một cái dàn hoa đi thẳng vào đây. Đó, đi thẳng vào vũng nước. Đó, màu hoa đỏ. Đây, từ đây. Mình phải mua nhiều nhỉ. Ok. Đó, một thân hoa đỏ. Đó, để dành cho những cái con dời thích đi thẳng vũng nước. Đó, nó lại đẹp vãi nồi. Đó, chào đón các bạn đến với vũng nước của ZFG. Đó, đi vào đây. Đây sẽ là vũng nước của các bạn. Các bạn có thể đi vào đây để các bạn thích làm gì làm. Như vậy, ok. Còn với những bạn nào mà không muốn đi vào vũng nước thì các bạn không cách nào khác, các bạn phải đi thôi. Nói đùa thôi, ai làm thế. Mình sẽ để cho các bạn một cái cầu đi qua chứ. Đó, thật ra là đúng ra là mình sẽ để cái hình tròn. Những hình tròn cái cầu nó không bước qua được các bạn ạ. Nên là mình sẽ để cái hình dài dài cho cầu đi qua. Đó, nó lại hợp lý vãi nổi. Ok, mình sẽ để các bạn cho cầu đi qua. Và bên này các bạn thích cái gì ở đây đầu này. Mình không chắc là các bạn sẽ muốn cái gì ở bên cái đầu này nữa. Có thể là một cái nhà vòm đúng không? Mình có thể là mình sẽ làm một cái nhà vòm, các bạn đã ngồi với đấy tỏ tình rồi làm các thứ với nhau, hiểu, những cái thứ riêng tư với nhau ở trong cái nhà vườn, hiểu không? Thế là mình sẽ chơi một cái nhà vòm như vậy ở đây. Nó là như thế này. Wow, khá hay. Wow, ui to thế. Trời má, có cả gara ở đây thì định mệnh ô tô đi ra đi vào kiểu gì. Hơi khó nhỉ. Mình không biết, cái nhà vòm to quá. Mình lấy cái nhà vòm nhỏ hơn, cái này to quá. Mình lấy một cái nhà vòm nó bé bé thôi. Đây, bé như này chẳng hạn các bạn ạ. Đó, bé như vậy. Ok, mình sẽ lắp cái nhà vòng bé như vậy. Ok, nào lắp cái gì đây? Hello. Tôi cần lắp, đây. Vì vậy, lắp từng cái ốc một. Wow. Ok, đó. Vặn từng cái chốt một ạ. Holy cow. Ok. Còn một cái chốt nữa đúng không? Đừng nói còn thêm nhá. Má lại nhiều thế. Xong rồi đấy. Đó, đây là cái nhà vòng các bạn ngồi vào cho đỡ nắng. Dù trên này nhìn có vẻ nắng hơn mặt trời. Mình sẽ để một cái bộ bàn ghế ở đây. Đó. Ok, để một cái bàn tròn đây. Đây, để ghế này cho nó giống ghế nhà vườn. Đây, ghế này hợp lý này. Mình sẽ để cho nó màu khác. Màu gì cho nó hợp lý nhỉ? Màu hồng nó lại hợp lý vãi nổi. Ok, nào. Ui, nhìn nó xì đà quá. Eo ơi. Để lại màu cái ghế cho nó màu, cho nó giống cái bàn. Màu trắng lại trắng quá. Đây, cái màu này được rồi. Nhìn hơi quê, thì không sao, đẹp rồi. Ok, một cái, hai cái. Đó, cho các bé ngồi đây chơi. Đâu quá, bốn cái. Đấy, họp hội bàn tròn như các cậu.
có cả sảnh hoa đón vào để họp hội bàn tròn, nó lại hợp lý vậy. Ô chết, không đi được. Oh boy. Ok được rồi, để mấy ghế này gần, đứa nào thích ngồi tự kéo ra hiểu không? Đó. Đấy, như vậy là xong một cái khu vườn trên mây. À, khu vườn trong nhà. Ở khu đây là khu đồ chơi, trò chơi. Thì sau này mình sẽ thiết kế một cái cổng vào và nó sẽ có nhiều thứ hơn. Còn ở phía bên này chúng ta vẫn chưa có thứ gì để sắp xếp bên này cả. Các bạn có ý tưởng gì về sắp xếp ở cái khu bên này ấy, thì hãy comment để tập sau chúng ta để trang trí tiếp. Còn hiện tại ấy, là mình mới chỉ nghĩ ra như này thôi. Còn bây giờ thì tạm biệt các bạn, phải gặp lại mình ở dưới cờ. Các nếu các bạn thích đừng quên để lại một like của mình và ủng hộ mình ra những video tiếp theo nhé. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau rất là sớm. Tạm biệt và hẹn gặp lại.